Giờ đây là ho rồi. Có mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tối thở bằng mồm không mà. Thịt thà đã có rồi ho nữa. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con, con cá phi về nó cứ ba bốn lạng, khổ. Chờ tí bố đi. Đi đi tôi có đi cho mày lại. Tôi xiên shipper ta. Đi nó rồi. Phải đăng năm nó. Chạy qua trước đi. Ông mẹ lấy rồi không lấy đi. Cái gì ạ? Đây này này shipper nha. Vừa vừa một bộ đồ nghề lấy 3 triệu rưỡi xong rồi lúc sau lại tiếp tục về lấy tiếp một bộ bỏ lấy không bán nhà đâu lại mua đang nói tiếp lúc sau lại thấy có người điện lúc sau lại tiếp tục cái đi một bộ cà lê bỏ lấy 600 mấy cái bị bỏ tin mẹ nó có giá thì giống mua đồ lớn nó rẻ tiền mà không được cái ngoài thì nó thực tế rồi, nó đắt lắm. Bộ đồ nghề mất đi cũng vậy, thôi mua đồ dinh dưỡng làm. Dưỡng mà giờ bạn không được, bạn lấy được. Mấy đồng xuống về lấy mấy đồng lương vợ lấy dần dần. Làm cả buổi không xong cá. Vậy đi rửa nhanh nhanh đi. Rửa đi về tí nên bỏ thì nó ăn được rửa lại. Ai ăn thì bỏ vào tủ, tôi bỏ rồi bỏ đầm rồi bao giờ ăn được. Chắc em là shipper nghi nghi. Hai shipper đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này. Đây luôn này đấy, đây mà. Thì sống quen thì có thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó xếp hàng, bọn xếp hàng nó xếp theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có con nó hay xếp theo số đó. Con nhà con Kim Thông. Con thằng nào bán thì thằng già này, thằng nào chú quá thằng già này cũng đi ship hết. Thằng mà trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là thằng chú tư này nó gặp học hai người chỗ. Thằng trên bát nó, thằng trên bát là trưởng đội cơ khí đẳng cấp bằng hà. Bảo không thấy ai nhà hết trên bàn luôn rồi chứ thêm mấy tiền quên mối quên quên mày không
quen không cần lấy tiền. Quen quá đi không cần lấy tiền. Cái nhà hai người nhận một shipper. Bên tóc à? Ai biết vậy, anh đặt hàng gì TikTok à? TikTok là vào gió hàng mua. Tích nào thì nó cũng quy về mối. Không không, tăng TikTok gì đấy. Đây là mở nó đây chứ. Bây giờ tóc kia mà bơ đi đi bơ là mùa này ho rồi. Có mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tối chắc thở một mồm không mà. Thịt thà đã có rồi ho nữa. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à? Con cá phi về nó cứ ba bốn lạng. Ủa? Đi bố đi. Dạ. Ờ đi đi tôi có đi cho mày lại. Tôi xin shipper ta. Đi nó rồi. Phải đăng tâm nó. Con mẹ nó lấy là con lấy đi. Làm cả buổi không xong cá. Đây luôn này đấy. Đây mà. Mẹ thì sống quen thì có một thằng hay đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó ship hàng, bọn ship hàng nó ship theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Phu. Mấy thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có con nó hay ship theo số đó. Con nhà Kim Thông.
Con thằng nào bán thì thằng dàn hay thằng nào chú quá thằng dàn đấy cũng đi ship hết. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổi bạch bạch bạch. Nó là làm cái ô tô cho FJ nhà đấy. Nó có thằng từ này nó gặp hai người chỗ. Thằng trên bát nó thằng trên bát là trưởng đội cơ khí đẳng cấp bằng hà. Bảo không thấy ai nhà hết cái bàn luôn rồi chứ thêm mấy tiền. Quên, mối quên. Quên mày không? Mối quên chứ cần lấy tiền. Quên quá đi không cần lấy tiền. Cái nhà hai người nhận một shipper. Bên thằng tóc à? Ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào gió hàng mua. Tích nào thì nó cũng quy về mối. Không không, thằng TikTok gì hết. Đây là mở nó đi chứ. Bây tóc kia mình bơ đi đi bơ là ôi trời ơi. Đây là ho rồi. Có mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tối nó thở một nguồn không mà. Thì ta đã có rồi ho nữa. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài trên côn à? Bốn cá là phi vịt nó cứ ba bốn lạng. Ủa? Tí bố đi. Đi đi, tôi có đi cho mày lại. Tôi xin shipper ta. Tí nữa rồi. Phải đăng năm rồi. Ông mẹ nó lấy là không lấy đi. Làm cả buổi không xong cá. Cái thằng này alo
cái tay đang lấy cạn đấy. Đây luôn này đấy, đây mà. Mẹ, thì sống quen thì có thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà yên nó ship hàng, bọn ship hàng nó ship cho số. Đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay ship theo số đó. Con nhà Vinh Hồng. Nhà Tính ạ, con nhà Vinh Hồng cũng đi ship mà con nhà Tính cũng ship. Mẹ con nhà Tính nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bạn ấy thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn ấy cũng đi ship hết. Hàng Thơ. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là cho đấy nó gặp học hai người chỗ thằng trên bát nó thằng trên bát là trưởng đội cấp bằng hà vào không thấy ai nhà hết cái bàn luôn này chứ thêm mấy tiền quên mối quên quên không quên chưa cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền cái nhà hai người nhận một shipper bên tao à. Ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok không? Ừ. TikTok là vào gió hàng mua. Tích nào thì nó cũng quy về mối. Không không, tại TikTok gì hết. Đây là mở nó đây chứ. Bây TikTok gì còn được. Bơ đi đi, bơ là về đây là ho rồi. Có mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tối chắc nó thở một mồm không mà. Thịt thà đã có rồi ho nữa. Mấy bữa là trả được vậy. Trời ơi. Công 11 con rồi. 11 con đấy chắc phải mất mẹ thường 2 cân rồi. Cá này 1 con có cân dễ. Không, 2 cân đấy. Có 2 cân cũng phải cân 8 cân chứ. Cá ruột nó phải được 2 lạng con. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con. Con cá phi về nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó một léo đó, sao nó dặn nó mà chết. Nó khô nhận đầu, nó chào, nó lúc đầu tụ, nó mát hả? Mấy con gà, con khai này nó giỏi nha, mình chăn rồi, nó mẹ vào nha. Con khi giỏi thật. Vậy, nó giỏi vậy á. Hai con. Gì? Có mua gì vậy? Ờ. Đó. Rồi cho tí bố đi. Dạ. Ờ đi đi tôi có đi cho mày lại. Xin shipper ta. Đi nó rồi. Phải đăng năm nữa. Không mẹ nhưng mà lấy không lấy đi. Cái gì vậy? Đây là cái này, cái ship ớm nha. Vừa một bộ đồ nghề. Vừa lấy 3 cái lưới xong rồi lúc sau lại tiếp tục kè lên. Ship một bộ. Bỏ lấy. Không bán nhà đâu. Này mua. Mua đi. Đang nói tiếp. Lúc sau lại thấy có người đẹp. Lúc sau lại tiếp tục cái đi. Bộ cà lê mới lết 600 mấy cái thì đồ tin mẹ nó có giá thì giống mua đồ lớn nó rẻ tiền mà không thì không được cái ở ngoài mình nó thực tế thôi bộ đồ đắt lắm bộ đồ mấy triệu một bộ cà lê mới mà mất đi cũng vậy thôi mua đồ tin lớn làm gì lớn mà rồi bằng không được bằng lên được mấy có xuống về lại mấy đồng lấy dần dần làm cả buổi không xong cá.
tay anh này bỏ vào tủ, tôi bỏ rồi bỏ đầm rồi bao giờ ăn nữa. Em lại xích bơ nghi nghi. Hai xích bơ đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này. Alo. Anh này nhà chị ở đâu? Nhà chị bắt cái tay đang lấy tàng đấy. Đây luôn này đấy, đây mà. Mẹ, thì sống quen thì có thằng này đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó xếp hàng, bọn xếp hàng nó xếp theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà à, Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay xếp theo số đó. Con nhà con nhà Kim Thông. Con nhà Kim Thông cũng đi xếp mà con nhà Tính cũng xếp. Mẹ con nhà Tính nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán với thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn ấy cũng đi xếp hết. Hàng Thơ. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là thế mà thằng chú Tường này nó gặp học hai người chỗ thằng trên bát nó thằng trên bát là trưởng đội cơ khí là cấp bằng hạ bảo không thấy ai nhà hết trên bàn luôn rồi chứ thêm lấy tiền quên mối quên quên mày không quên không cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền cái nhà hai người nhận một shipper bên thằng tóc à. Ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào rõ hàng mua. Tích nào thì nó cũng quy về mối. Không không, tại TikTok gì hết. Đây là mở nó đây chứ. Bây TikTok gì mà bơ đi đi, bơ là về đây là ho rồi. Có mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tối chắc thở bằng mồm không mà. Thì thà đã có rồi ho nữa. Mấy bữa rồi đã được vậy. Rồi. Công 11 con rồi. 11 con đấy chắc phải mất mẹ được từ 2 cân rồi. Cá này 1 con mới cân dễ. Không, 2 cân đấy. Có 2 cân thì không phải cân 8 rồi chứ. Cá ruột nó phải được 2 lạng con. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à. Con cá phi vịnh nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó màu béo quá, sao nó gầy nó mà nó khô nhận đầu, đầu cao, nó đụng đầu cổ mắt hả? Mấy con gà, con khai này nó giỏi nha, mình chăm rồi nó ăn mấy bao nha. Giỏi thật. Vậy nó giỏi vậy lắm. Hai con. Gì? Có mua gì vậy? Ờ. Vô. Giờ cần có. Alo. Tôi chờ tí mua đi. Dạ. Ờ đi đi tôi có đi cho mày lại. Tôi xin shipper ta. Nó bị nó rồi. Phải đăng tâm à. Ông mẹ nhưng mà lấy được cái gì ạ? Người này vừa một bộ đồ nghề lấy mùa lấy ba cái lưới xong rồi lúc sau lại tiếp tục về lấy tiếp một bộ bỏ đấy không ăn nhiều đâu đấy mua mua đi đây mới tiếp lúc sau lại thấy có người điện lúc sau lại tiếp tục cái gì bộ cà lê mới lết 600 mấy ạ. Cái này đồ trên mạng nó có giá thì giống. Đó, mua được nó rẻ tiền mà. Không thì không được. Mua ở ngoài thì nó thực tế thôi. Bộ đồ đắt lắm. Bộ đồ đắt mấy triệu. Một bộ cà lê mới lết
Làm cả buổi không xong cá. Hai shipper đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này. Alo. Bên này nhà chị đâu nữa. Nhà chị đặt cái tay đang lấy càng đấy. Đây luôn này đấy. Đây mà. Thì sống quen thì có thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà yên nó ship hàng, bọn ship hàng nó ship theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Như thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay ship theo số đó. Con nhà Kim Hồng. Nhà Tính con nhà Kim Hồng cũng đi ship mà con nhà Tính cũng ship. Mẹ con nhà Tính nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán thằng già hay thằng nào chú có thằng già đấy cũng đi ship hết. Hàng Thơ. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổi bạch bạch. Nó là cái từ này nó gặp học hai người chỗ. Thằng trên bát nó thằng trên bát là trưởng đội cơ khí đẳng cấp bằng hạ. Bảo không thấy ai nhà hết cái bàn luôn này chứ thấy mấy tiền. Quên mối quen. Quên mày không. Quên cần lấy tiền. Quên quá đi không cần lấy tiền. Cái nhà hai người nhận một shipper. Tóc à? Ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào gió hàng mua. Tích nào thì nó cũng quy về mối. Không TikTok gì hết. Đây là mở nó đi chứ. Bây giờ TikTok gì còn được? Bơ là mùa này ho rồi. Ồ, mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tốt chứ thở một nguồn không mà. Thì tà đã có rồi ho. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh khôn à. Bốn cá phi về nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó màu béo 3-4 lạng. Nó mà rất là khôn là đầu. Đầu cao. Mấy con gà. Cái này nó giỏi nha. Mình chăm rồi mà nó mấy bao lạng nha. Vậy nó giỏi nhảy lắm. Hai con. Đi. Chờ tí mua đi. Đi tôi có đi cho mày lại. Xin shipper ta. Tí nữa rồi. Phải đăng năm rồi. Bữa vừa một bộ đồ nghề bữa lấy 3 triệu rưỡi xong rồi lúc sau lại tiếp tục về đấy tiếp một bộ bỏ đấy không phải nhà đâu à,
mua đi. Em mới tiếp, lúc sau lại thấy có người đẹp, lúc sau lại tiếp tục cái đi. Một bộ cà lê mô lết 600 mấy. Cái bị đồ tin mẹ nó có giá thì giống. Mua đồ giống nó rẻ tiền mà. Làm cả buổi không xong cá. Đây luôn này đấy, đây mà. Thì sống quen thì có một thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà yên nó ship hàng, bọn ship hàng nó ship cho số. Đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay ship theo số đó. Con nhà Vinh Thông. Con này Hồng cũng đi ship mà con này Tính cũng ship. Mẹ con này Tính nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán với thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn đấy cũng đi ship hết. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là làm cái ô tô cho FDC nhà đấy nó. Nó hồi trước. Em là thằng Peter này nó gặp học hai người chỗ. Thằng trên bát nó thằng trên bát là trưởng đội cơ khí đẳng cấp bằng hạ. Bảo không thấy ai nhà hết cho bà luôn rồi chứ thêm mấy tiền quên mối quên quên không quên chứ cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền cái nhà hai người nhận một shipper bên tóc à ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à TikTok là vào gió hàng mua tích nào thì nó cũng quy về mối không TikTok gì đấy đây là mở nó đây chứ bây giờ tóc kia mà mình bơ bì đi bơ là về đây là ho rồi có mùa này thôi con Thúy mà nằm tốt thở bằng mồm không mà thịt thà đã có rồi ho nữa. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh khôn à? Bốn cá phi về nó cứ ba bốn lạng. Ủa? Ừ, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó mà kéo ba bốn lạng. Con nhà cậu, cậu đi chào, đi lúc đó cậu mất hả? Mấy con gà, con khai nó giỏi nha, mình chăm rồi mà nó mấy bà bệnh nha. Nó giỏi nhảy lắm. Hai con. Đi. Chờ tí bố đi.
đi, đi tôi có đi cho mày lại. Tôi xiên shipper ta. Đi nó rồi. Phải đâm đâm nó. Chạy qua chút đi, không lấy đi. Cái gì ạ? Vừa một bộ đồ nghề lấy 3 triệu rưỡi xong rồi lúc sau lại tiếp tục kèm lên. Tiếp một bộ. Bỏ lấy. Mang nhà đâu. Này mua. Mua đi. Em mới tiếp. Lúc sau lại thấy có người điện. Lúc sau lại tiếp tục cái đi. Bộ cà lê mới lết 600 mấy ấy. Cái bị đồ tinh mẹ nó có giá thì nhiều. Mua đồ lớn, nó rẻ tiền mà. Nó không thì không được. Ở ngoài thì nó thực tế nó đắt lắm. Bộ đồ mấy triệu. Một bộ cà lê mới lết mấy triệu mà mất đi cũng vậy. Thôi mua đồ dinh dưỡng mình làm. Dinh dưỡng mà rồi bằng không được. Bằng mấy được. Mấy có xuống vậy lại mới đồng lấy dần dần làm cả buổi không xong cá. Hai shipper đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này. Alo. Anh này nhà chị ở đâu nữa? Alo. Đó, cái tay đang lấy càng đấy. Đây luôn này đấy, đây mà. Thì sống quen thì có thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó ship hàng, bọn ship hàng nó ship theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Như thằng con nhà à Hunter chứ con nhà Hunter. Không có nó hay ship theo số đó. Con nhà Kim Thông. Nhà Tấn nhỉ, con nhà Kim Thông cũng đi ship mà con nhà Tấn cũng ship. Mẹ con nhà Tấn nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán thì thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn đấy cũng đi ship hết. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch 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 à. Nó là sửa ô tô cho FDC đó. Nó có sửa. Thế mà thằng shipper này nó gặp hai người chỗ. Thằng trên bát nó, thằng trên bát là trưởng đội cơ khí cấp bằng hạ. Bảo không thấy ai nhà hết trước bàn luôn hả, chứ thêm lấy tiền. Quên, mốt quên. Quên mày không. Quên không cần lấy tiền. Quên quá đi không cần lấy tiền. Cái nhà hai người nhận một shipper. Tóc à? Ai biết vậy, anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào gió hàng mua. Tích nào thì nó quy về mối. Không, tại xếp TikTok gì đấy. Đây là mở nó đây chứ. Đây nè. Bấy TikTok gì mà này? Bơ là ôi giời ơi. Về đây là ho rồi. Có mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tối nó thở bằng mồm không mà. Thì thà đã có rồi ho nữa. Mấy bữa rồi đã được vậy. Công 11 con rồi. 11 con đấy chắc phải mất mẹ từ 2 cân rồi. Cá này 1 con mất cân dễ. Không, 2 cân đấy. Có 2 cân thì không phải cân 8 cân chứ. Cá ruột nó phải được 2 lạng con. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à? Con cá phi vịt nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó màu béo 3-4 lạng. Nó mà rất là. Nó khô nhật đầu, nó khô cao, nó khô đầu, 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 nó khô
nó giỏi vậy lắm. Hai con. Gì? Có mua gì à? Giờ gần trong. Gần trong có đâu. Mua đây cho mua đi. Đi đi, tôi có đi cho mang lại. Xiên shipper ta. Bên bị nó rồi. Phải đăng tâm nó. Ông mẹ nó lấy là không lấy đi. Cái gì ạ? Cái gì đây, shipper nha. Bữa vừa một bộ đồ nghề bữa lấy mùa lấy 3 triệu rưỡi xong rồi lúc sau lại tiếp tục về lấy tiếp một bộ bỏ lấy bán nhiều đâu lại mua mua đi em mới tiếp lúc sau lại thấy có người điện lúc sau lại tiếp tục cái gì một bộ cà lê mới lấy 600 mấy ái bị đồ tin mẹ nó có giá thì giống mua đồ lớn nó rẻ tiền mà nó đâu làm không thì không được cái gì ở ngoài thì nó thực tế thôi bộ đồ này đắt lắm bộ đồ này đắt mấy triệu một bộ có liền muốn đấy mấy triệu mà mất đi cũng vậy thôi mua đồ lớn lớn làm gì lớn mà giờ bằng không được bằng mấy được mấy đồng này có xuống về lại mấy đồng lấy dần dần làm cả buổi không xong cá. Vậy đi rửa nhanh nhanh đi. Rửa đi về tí nên bỏ thì nó ăn rửa lại. Ai ăn thì bỏ tủ tôi bỏ này bỏ đầm bao giờ ăn được đấy. Chắc em lại xích bơ nữa. Nghi. Hai xích bơ đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này. Đây luôn này đấy. Đây mà. Mẹ thì sống quen thì có một thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà yên nó ship hàng bọn ship hàng ship theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Mì thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay ship theo số đó. Con nhà Kim Thông. Con này tính hồng cũng đi ship mà con này tính cũng ship. Mẹ con này tính nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán thằng dàn hay thằng nào đúng quá thằng dàn đấy cũng đi ship hết. Thằng thơ. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là làm cái ô tô cho FJ đấy. Nó có rút. Thế là thằng từ này nó gặp học hai người chỗ. Thằng trên bát nó thằng trên bát là trưởng đội cơ khí là cấp bằng hạ. Bảo không thấy ai nhà hết cái bàn luôn rồi chứ thấy mấy tiền quên mối quên quên mày không quên không cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền cái nhà hai người nhận một shipper biết thằng tóc à ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à TikTok là vào gió hàng mua tích nào thì nó không quy về mối không TikTok gì hết đây là mở nó đi chứ bây tóc tiên còn được bơ bì đi bơ là ôi giời ơi đây là ho rồi có mùa này thôi con Thúy mà nằm tốt thở một nguồn không mà thì thà đã có rồi ho nữa. Chắc phải mất mẹ thì hai cân rồi cá
cá này mình con lấy cân dễ không. Có 2 cân không phải cân 8 cân chứ. Cái ruột nó phải được 2 lạng con. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài trên côn ạ. Con cá phi vịt nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Ồ, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó màu béo quá, sao nó được. Nó khôn là đầu. Nó giỏi nhảy lắm. Hai con. Đi. Có mua gì à? Mua gì đây? Chờ tí bố đi. Bữa vừa một bộ đồ nghề bữa lấy 3 triệu rưỡi xong rồi lúc sau lại tiếp tục về đi ship một bộ bỏ đấy không bán nhiều đâu lại mua đi em mới tiếp lúc sau lại thấy có người điện lúc sau lại tiếp tục cái đi một bộ cà lê bỏ đấy 600 mấy ạ. Mua đồ lớn nó rẻ tiền mà nó đâu làm không thì không được cái này mua ở ngoài thì nó thực tế thôi. Làm cả buổi không xong cá. Vậy đi rửa nhanh nhanh đi. Còn nữa. Đi về tí bỏ vào thì nó ăn được rửa lại. Ai ăn thì bỏ vào tủ, tôi bỏ này bỏ đầm rồi bao giờ ăn được. Chắc em là chiếc phương. Nghi nghi. Hai chiếc bơ đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này. Đây luôn này đấy. Đây mà. Thì sống quen thì có một thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà yên nó ship hàng bọn ship hàng ship cho số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay ship theo số đó. Con nhà Bình Thông. Con này hồng cũng đi ship mà con này tính cũng ship. Mẹ con này tính nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán thì thằng dàn hay thằng nào chú quá thằng dàn đấy cũng đi ship hết. Thằng Thơ. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là sửa ô tô cho SDC đấy. Nó có này nó gặp học hai người chỗ. Thằng trên bát nó thằng trên bát là trưởng đội cơ khí đẳng cấp bằng hà. Bảo không thấy ai nhà hết cái bàn luôn rồi chứ thêm lấy tiền quên mối quên quên không quên không cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền cái nhà hai người nhận một shipper biết tóc à ai biết vậy anh đặt hàng gì tiktok à tiktok là vào gió hàng mua tích nào thì nó cũng quy về mối không tiktok gì đấy đây là mở nó đây chứ bây tóc kia còn bơ bì đi bơ là về đây là ho rồi có mùa này thôi con
Thúy mà nằm tối đó, nó thở mồm không mà. Thịt thà đã có rồi thôi. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh khôn à? Bốn cá phi vịt nó cứ ba bốn lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó một léo ba bốn lạng. Chờ tí bố đi. Làm cả buổi không xong cá. Đây luôn này đấy, đây mà. Thì sống quen thì có thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó xếp hàng, bọn xếp hàng nó xếp theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà à, Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay xếp theo số đó. Con nhà Vinh Hồng. Con nhà Vinh Hồng cũng đi ship mà con nhà Tĩnh cũng ship. Mẹ con nhà Tĩnh nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán thì thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn đấy cũng đi ship hết. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là làm cái ô tô cho SDC nó gặp học hai người chỗ. Thằng trên bát nó thằng trên bát là trưởng đội cơ khí cấp bằng hạ. Bảo không thấy ai nhà hết trước bàn luôn rồi chứ thêm mấy tiền. Quên, mối quên. Quên rồi không? Quên chứ cần lấy tiền. Quên quá đi không cần lấy tiền. Kinh nhà hai người nhận một shipper. Tao bảo
Ai biết vậy, anh đặt hàng gì TikTok à? TikTok là vào gió hàng mua. Tích nào thì nó quy về mối. Không không, tăng TikTok gì đấy. Đây là mở nó đây chứ. Bây TikTok gì mà bơi đi, bơi là. Ôi trời ơi. Đấy, giờ đấy là ho rồi. Có mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tối chắc thở bằng mồm không mà. Thịt thà chả có rồi ho nữa. Mấy bữa rồi chả được vậy. Con 11 con rồi. 11 con đấy chắc phải mất mẹ được từ 2 cân rồi. Cá này 1 con mới cân dễ. Không, 2 cân đấy. Còn 2 cân cũng phải cân 8 rồi chứ. Cá ruột nó phải được 2 lạng con. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à? Con cá phi vịt nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó màu béo 3-4 lạng. Nó mà nó khô nhật đầu. Đầu cây cao. Đầu cây cao. Mấy con gà. Con gà này nó giỏi nha. Mình chăm rồi nó mấy bà bình á. Nó giỏi vậy lắm. Hai con. Gì? Mua gì à? Mua gì đây? Mua đó. Ờ. Vô. Giờ cần tao. Cần có đâu. Đi lấy cái lọc thơm mà bỏ vào đây cho nó. Mua gì đây? Alo. Chờ tí bố đi. Dạ. Ờ, đi tôi có đi cho mày lại. Siêu shipper ta. Đi nó rồi. Phải đăng. Ông mẹ cho con lấy đi. Cái gì ạ? Bữa vừa một bộ đồ nghề. Bữa lấy mùa lấy 3 triệu rưỡi xong rồi lúc sau lại tiếp tục về đi. Tiếp một bộ. Bỏ lấy. Không bán nhiều đâu. Đấy mua. Mua đi. Em mới tiếp lúc sau lại thấy có người điện, lúc sau lại tiếp tục cái đi. Bộ cà lê mới lết 600 mấy ạ. Cái này thì mẹ nó có giá thì giống. Mua được giống, nó rẻ tiền mà. Không thì không được. Mua ở ngoài thì nó thực tế thôi. Làm cả buổi không xong cá. Vậy mình rửa nhanh nhanh đi. Còn nữa. Rửa đi về tí nên bỏ vào thì nó ăn mình rửa lại. Ai ăn thì bỏ vào tủ, chứ bỏ này bỏ đầm rồi bao giờ ăn được đấy. Chắc em lại xích bơ nữa. Nghi. Ai xích bơ đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, có thằng này này. Đây luôn này đấy. Đây mà. Thì sống quen thì có một thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà yên nó ship hàng, bọn ship hàng nó ship theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Mấy thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay ship theo số đó. Con nhà Minh Thông. Con này tính hồng cũng đi ship mà con này tính cũng ship. Mẹ con này tính nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán thì thằng dàn hay thằng nào đúng quá thằng dàn đấy cũng đi ship hết. Con nhà Hàng Thơ.
Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổi bạch bạch. Nó là làm cái ô tô cho SGC nó gặp khó khăn về chỗ. Thằng trên bát nó, thằng trên bát là được chưởng được cái khí đó. Cấp bằng hà. Bảo không thấy ai nhà hết cho bà luôn rồi chứ thấy mấy tiền. Quên, mối quên. Quên mày không? Quen chưa cần lấy tiền. Quen quá đi không cần lấy tiền. Cái nhà hai người nhận một shipper. Tóc à? Ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào gió hàng mua. Tích nào thì nó cũng quy về mối. Không không, tăng TikTok gì hết. Đây là mở nó đây chứ. Bấy TikTok gì còn được. Ôi trời ơi. Này, này rồi. Có mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tối thở một mồm không mà. Thì thà đã có rồi thôi. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh khôn à. Bốn cá phi về nó cứ ba bốn lạng. Ủa? Tí bố đi. Đi đi, tôi có đi cho mày lại. Tôi xin shipper ta. Đi đi nó rồi. Phải đăng năm nó. Ông mẹ nhưng mà không lấy đi. Làm cả buổi không xong cá. Cái tay đang lấy tàn đấy.
đây luôn này đấy, biết đây mà. Thì sống quen thì có thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà giờ nó ship hàng, bọn ship hàng nó ship cho số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay ship theo số đó. Con nhà Vinh Thông. Con này Vinh Hồng cũng đi ship mà con này Tính cũng ship. Mẹ con này Tính nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bạn với thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn đấy cũng đi ship đấy. Hàng Thơ. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là cho ấy cái chứ nhà đấy nó có rồi chứ. Nghe mà thằng bát nó thằng chứ bát là được trưởng đội cái khí đó các bằng hà này. Vào không thấy ai nhà hết cái ba luôn chứ thêm mất tiền. Quên, mối quen. Quen không? Quen cần lấy tiền. Quen quá đi không cần lấy tiền. Cái nhà hai người nhận một shipper. Tao à. Ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào rõ hàng mua. Tích nào thì nó cũng quy về mối. Không không, tại TikTok gì đấy. Đây là mở nó đây chứ. Đây bây TikTok gì còn được. Bơ bì đi. Bơ là về đây là ho rồi. Có mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tối chắc nó thở một mồm không mà. Thịt thà đã có rồi ho nữa. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh khôn à. Bốn cá phi về nó cứ ba bốn lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó một léo ba bốn lạng. Nó mà chết. Nó khôn là đầu. Đầu cái cao. Nó đụng đậm tụ. Nó khả. Ê, mấy con gà. Cũng khai nó giỏi nha. Mình chăng rồi mà nó ăn lấy vào được nha. Nó khi giỏi thật. Vậy nó giỏi nhảy lắm. Hai con. Đi. Chờ tí bố đi. Ờ, đi, đi, tôi có đi cho mày lại. Xiên shipper ta. Tí nó rồi. Phải đăng năm nữa. Không mẹ, không lấy, không lấy đi. Cái gì vậy? Cái này là shipper lắm nha. Vừa một bộ đồ nghề. Lấy 3 triệu rưỡi xong rồi lúc sau lại tiếp tục về. Tiếp một bộ. Bỏ lấy. Không bán nhà đâu. Đấy mua. Mua đi. Đang lấy tiếp. Lúc sau lại thấy có người điện. Lúc sau lại tiếp tục cái đi. Bộ cà lê mới lết 600 mấy. Cái bị đồ tinh mẹ nó có giá thì giống mua đồ lớn nó rẻ tiền mà không thì không được đâu. Cái mua ở ngoài thì nó thực tế thôi. Bộ đồ nhà đắt lắm. Bộ đồ nhà đắt mấy triệu. Một bộ cà lê mới lết mấy triệu mà mất đi cũng vậy thôi. Mua đồ dinh dưỡng làm dinh dưỡng mà sợ bằng không được bằng mấy được. Mấy có xuống về lại mấy đồng lấy dần dần làm cả buổi không xong cá. Vậy đi rửa nhanh nhanh đi. Còn nữa.
bao đồng bao giờ ăn được đấy. Chắc em lại ship hơn nghi nghi hai shipper đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này. Alo. Anh này nhà chị ở đâu nữa? Alo. Đó, cái tay đang lấy càng đấy. Đây luôn này đấy, đây mà. Mẹ thì sống quen thì có thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó ship hàng, bọn ship hàng nó ship theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà à Hunter chứ con nhà Hunter. Không có nó hay ship theo số đó. Con nhà Kim Thông. Con nhà Kim Thông cũng đi ship mà con nhà Tính cũng ship. Mẹ con nhà Tính nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán thì thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn ấy cũng đi ship hết. Con nhà Hunter. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là thế là thằng shipper này nó gặp khó khăn gần chỗ thằng trên bát nó thằng trên bát là trưởng đội chưa đẳng cấp bằng hà bảo không thấy ai nhà hết cái bàn luôn rồi chưa thêm mấy tiền quên mối quên quên mày không quên không cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền cái nhà hai người nhận một shipper tao bảo ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào gió hàng mua. Tích nào thì nó cũng quy về mối. Không không, tại cái TikTok gì đấy. Đây là mã nó đây chứ. Bây TikTok gì mà bơ bì bơ bông là mùa đấy là ho rồi. Có mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tốt chắc thở bằng mồm không mà. Thịt thà đã có rồi ho nữa. Mấy bữa là đã được vậy. Đấy. Công 11 con rồi. 11 con đấy chắc phải mất mẹ được từ 2 cân rồi. Cá này 1 con mất cân dễ. Không, 2 cân đấy. Có 2 cân cũng phải cân 8 rồi chứ. Cá ruột nó phải được 2 lạng con. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à. Con cá phi vịnh nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó màu béo quá, sao nó gầy. Nó mà nó khô nhập đầu, đầu chào, nó lụng đầu cổ mắt hả? Mấy con gà, con khai này nó giỏi nha, mình chăm rồi mà nó ăn mấy bao lĩnh à. Có một người ta kia giỏi thật. Vậy nó giỏi vậy lắm. Hai con. Gì? Có mua gì à? Ờ. Vô. Giờ đang căng. Căng không có. Đây con lấy cái lọc thơm mà bỏ vào đây cho nó mua đi. Alo, cứ chờ tí mua đi. Dạ. Ờ đi đi tôi có đi cho mày lại. Tôi xin shipper ta. Cái gì nó rồi. Phải đăng tâm nó. Chạy qua trước đi, không lấy, không lấy đi. Anh vừa một bộ đồ nghề lấy 3 triệu rưỡi xong rồi lúc sau lại tiếp tục về đi. Tiếp một bộ. Bỏ lấy. Không mang nhiều đâu. Đấy, mua. Mua đi. Em mới tiếp. Lúc sau lại thấy có người điện. Lúc sau lại tiếp tục cái đi. Bộ cà lê mới lết 600 mấy ạ. Cái này trên mạng nó có giá thì giống. Mua được lắm, nó rẻ tiền mà. Mà không thì không được. Mua ở ngoài thì nó thực tế thôi. Mua đồ này nó đắt lắm. Bộ đồ này nó rẻ mấy triệu. Một bộ cà lê mới lết. Một triệu mà mất đi cũng
Làm cả buổi không xong cá. Đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này. Alo. 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 Cái tay đang lấy càng đấy. Đây luôn này đấy. Đây mà. Mẹ, thì sống quen thì có một thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó ship hàng, bọn ship hàng nó ship theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Như thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay ship theo số đó. Con nhà Kim Hồng. Nhà Tấn nhỉ, con nhà Kim Hồng cũng đi ship mà con nhà Tấn không ship. Mẹ con nhà Tấn nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán thằng Giàn hay thằng nào đúng quá thằng Giàn đấy cũng đi ship hết. Hàng Thơ. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là nếu mà thằng tư này nó gặp học hai người chỗ thằng trên bát nó thằng trên bát là trưởng đội cơ khí đẳng cấp bằng hạ bảo không thấy ai nhà hết cái bàn luôn rồi chứ thấy mấy tiền quên mối quên quên mày không quên cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền cái nhà hai người nhận một shipper tao bảo ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào gió hàng mua. Tích nào thì nó không quy về mối. Không, tăng TikTok gì đấy. Đây là mã nó đây chứ. Bây giờ TikTok gì còn được? Bơ bì đi, bơ là. Ôi trời ơi. Mùa đấy là ho rồi. Có mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tối chắc nó thở mồm không mà. Thì thà đã có rồi ho nữa. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh khôn ạ. Bốn cá phi về nó cứ ba bốn lạng. Ủa? Ồ, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó màu béo ba bốn lạng. Nó khôn là cầu. Cầu. Mấy con gà. Cũng khai này nó giỏi nha. Mình chăm rồi mà nó mấy ba bình á. Vậy nó giỏi nhảy lắm. Hai con. Đi. Chờ tí bố đi. Tôi có đi cho mày lại. Tôi xin shipper ta. Tí nữa rồi. Phải đăng năm nữa. Ông mẹ nhưng mà không lấy gì ạ. Lấy ba chiếc lưới xong rồi lúc sau lại tiếp tục về ship một bộ bỏ đấy không phải là
sau lại thấy có người đẹp, lúc sau lại tiếp tục cái đi một bộ cà lê mới lết 600 mấy. Ai bị đổ tin mẹ nó có giá thì giống mua đồ lớn nó rẻ tiền mà không đi không được cái mua ở ngoài thì nó thực tế luôn. Mà giờ vặn không được, vặn mấy nữa. Có xuống về. Mấy đồng lấy dần dần. Làm cả buổi không xong cá. Bỏ thì nó ăn được rửa lại. Ai ăn thì bỏ vào tủ, chứ bỏ này bỏ đầm bỏ giờ ăn nữa. Chắc em là xích phơi nghi. Hai xích bơ đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này. Alo. 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 Cái tay đang lấy tạng đấy. Đây luôn này đấy, đây mà. Mẹ thì sống quen thì có một thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó ship hàng, bọn ship hàng nó ship cho số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay ship theo số đó. Con nhà Vinh Hồng. Con nhà Vinh Hồng cũng đi ship mà con nhà Tĩnh cũng ship. Mẹ con nhà Tĩnh nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán thì thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn đấy cũng đi ship hết. Thằng mà trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là sửa ô tô cho SDC đấy. Nó em là thằng này nó gặp học hai người chỗ. Thằng trên bát nó, thằng trên bát là trưởng đội cơ khí đẳng cấp bằng hà. Bảo không thấy ai nhà hết cho bàn luôn rồi chứ thêm mấy tiền. Quên, mối quên. Quên phải không? Quên chứ cần lấy tiền. Quên quá đi không cần lấy tiền. Cái nhà hai người nhận một shipper. TikTok à? Ai biết vậy, anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào gió hàng mua. Tích nào thì nó cũng quy về mối. Không không, tăng TikTok gì hết. Đây là mở nó đây chứ. Bây TikTok gì còn được. Về đây là ho rồi. Có mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tối chắc nó thở một mồm không mà. Thịt thà đã có rồi ho nữa. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh khôn à. Con cá phi về nó cứ ba bốn lạng. Ủa? Chào tí bố đi. Dạ.
tôi có đi cho mày lại. Tôi xin shipper ta. Phải gì nữa rồi. Phải đăng năm rồi. Chạy qua chút đi, không lấy được, không lấy đi. Vừa một bộ đồ nghề, lấy 3 triệu rưỡi xong rồi lúc sau lại tiếp tục về lấy tiếp một bộ. Bỏ lấy không mang nhà đâu, phải mua. Mua đi. Đang nói tiếp, lúc sau lại thấy có người điện, lúc sau lại tiếp tục cái đi. Bộ cà lê mới đấy, 600 mấy ấy. Cái bên mẹ nó có giá thì giống. Mua đồ lớn, nó rẻ tiền mà. Không được đâu. Ở ngoài mình nó thực tế thôi. Bộ đồ đắt lắm. Bộ đồ đắt mấy triệu. Một bộ cà lê mới đấy. Mấy triệu mà mất đi cũng vậy. Thôi mua đồ dinh dưỡng làm. Dinh dưỡng mà rồi bằng không được. Bằng mấy được. Mấy có xuống về mấy đồng lấy dần dần làm cả buổi không xong cá. Hai shipper đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này. Alo. 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 Cái tay đang lấy càng đấy. Đây luôn này đấy, đây mà. Thì sống quen thì có thằng này đi giao thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó ship hàng, bọn ship hàng nó ship theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Như thằng con nhà à Hunter chứ con nhà Hunter. Không có nó hay ship theo số đó. Con nhà Vinh Hồng. Nhà Tấn nè, con nhà Vinh Hồng cũng đi ship mà con nhà Tấn cũng ship. Mẹ con nhà Tấn nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán thì thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn đấy cũng đi ship hết. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch 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 à. Nó là làm sửa ô tô cho FDC nhà đấy. Nó có sửa. Thế mà thằng shipper này nó gặp hợp 2 người chỗ. Thằng trên bát nó, thằng trên bát là trưởng đội cơ khí. Chưa đẳng cấp bằng hạ. Bảo không thấy ai nhà hết trước bàn luôn rồi chứ thêm lấy tiền. Quên, mốt quên. Quên mày không. Quên chứ cần lấy tiền. Quên quá đi không cần lấy tiền. Cái nhà hai người nhận một shipper. Bên thằng tóc à? Ai biết vậy, anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào gió hàng mua. Tích nào thì nó quy về mối. Không không, tại sức TikTok gì đấy. Đây là mở nó đây chứ. Bấy TikTok gì mà được không? Bi đi, bông là ôi trời ơi. Đấy, giờ đấy là ho rồi. Có mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tối chắc thở một mồm không mà. Thì thà đã có rồi ho nữa. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh khôn ạ. Con cá phi vịnh nó cứ ba bốn lạng. Ủa? Nó gầy.
mấy con gà con khai nó giỏi nha, mình chăm rồi nó ăn mấy bao bệnh á, nó giỏi thật, nó giỏi vậy lắm. Hai con gì con mua gì à? Mua gì vậy? Mua tiền đó. Vô rồi con tao chờ tí, mua đi. Mua đi. Đi đi, tôi có đi cho mày lại. Tôi xin shipper ta. Anh đi nó rồi. Phải đăng tâm à. Ông mẹ nhà mày lấy không lấy đi. Làm cả buổi không xong cá. Đây luôn này đấy, đây mà. Thì sống quen thì có thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà yên nó ship hàng, bọn ship hàng ship theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Mì thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay ship theo số đó. Con nhà Minh Thông. Con này tính hồng cũng đi ship mà con này tính không ship. Mẹ con này tính nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán thằng dàn hay thằng nào đúng quá thằng dàn đấy cũng đi ship hết. Thằng mà là chiếc mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là làm cái ô tô cho SDC nhà đấy nó. Nó có thằng này nó gặp học hai người chỗ. Thằng trên bát nó thằng trên bát là trưởng đội cơ khí đẳng cấp bằng hạ. Bảo không thấy ai nhà hết trên bàn luôn rồi chứ thấy mấy tiền quên mối quên quên mày không mối quên chưa cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền cái nhà hai người nhận một shipper tóc à ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à TikTok là vào gió hàng mua tích nào thì nó cũng quy về mối không TikTok gì hết đây là mở nó đây chứ bây tóc kia là bơ bì đi bơ là ôi giời ơi đây là ho rồi có mùa này thôi con Thúy mà nằm tối chắc thở một nguồn không mà thịt thà đã có rồi ho nữa. Con đấy chắc phải mất mẹ từ 2 cân rồi.
cá này mình con lấy cân dễ không có hai cân không phải cân 8 cân 9 ăn ruột nó phải được 2 lạng con. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài trên con con cá phi về nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Tí bố đi. Làm cả buổi không xong cá. Đây luôn này đấy, đây mà. Thì sống quen thì có một thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà yên nó xếp hàng, bọn xếp hàng nó xếp theo số. Đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay xếp theo số đó. Con nhà Biên Thông. Con này Biên Hồng cũng đi ship mà con này Tĩnh cũng ship. Nè con này Tĩnh nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán với thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn đấy cũng đi ship hết. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là làm cái ô tô cho FBC đấy. Nó gặp học hai người chỗ. Thằng trên bát nó thằng trên bát là trưởng đội cơ khí đẳng cấp bằng hà. Bảo không thấy ai nhà hết cho bà luôn rồi chứ thấy mất tiền. Quên, mối quên. Quên phải không? Quên chứ cần lấy tiền. Quên quá đi không cần lấy tiền. Kinh nhà hai người nhận một shipper. Bên TikTok à? Ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào gió hàng mua. Tích nào thì nó cũng quy về mối. Không không, tại TikTok gì hết. Đây là mở nó đây chứ. Bây giờ tóc kia còn được bơ bì đi bơ là để đấy là ho rồi có mùa này thôi con
Thúy mà nằm tối đó, thở bằng mồm không mà. Thịt thà chả có ai ho nữa. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à? Con cá phi về nó cứ ba bốn lạng. Ủa? Chào tí bố đi. Dạ. Ờ, đi, đi, tôi có đi cho mày lại. Tôi xiên shipper ta. Đi đi nó rồi. Phải đăng năm nó. Chạy qua trước đi. Ông mẹ nó lấy rồi, không lấy đi. Nó gì ạ? Đây một người shipper lắm nha. Đó vừa một bộ đồ nghề lấy 3 triệu rưỡi xong rồi lúc sau lại tiếp tục tiếp một bộ bỏ lấy không bán nhà đâu lại mua đi đang nói tiếp lúc sau lại thấy có người điện lúc sau lại tiếp tục cái đi một bộ cà lê bỏ lấy 600 mấy cái bị bỏ tin mẹ nó có giá thì giống mua đồ lớn nó rẻ tiền mà không được ngoài này nó thực tế rồi một đắt lắm bộ đồ nhà mất vậy một bộ cà lê mới mà mất đi cũng vậy thôi mua đồ dinh dưỡng làm dinh dưỡng mà giờ bạn không được mấy đồng này có xuống về mấy đồng được lấy dần dần làm cả buổi không xong cá. Vậy đi rửa nhanh nhanh đi. Rửa đi về tí nên bỏ chị nó ăn rửa lại. Ai ăn này bỏ vào tủ, tôi bỏ này bỏ đầm rồi bao giờ ăn nữa. Chắc em lại xích bơ nghi nghi. Hai xích bơ đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này. Đây luôn này đấy, đây mà. Thì sống quen thì có thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó xếp hàng, bọn xếp hàng nó xếp theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay xếp theo số đó. Con nhà Bình Thông. Cái thằng nào bán thì thằng dàn hay thằng nào chú quá thằng dàn đấy cũng đi ship hết. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là thằng chú tờ này nó gặp học hai người chỗ. Thằng trên bát nó, thằng trên bát là trưởng đội cơ khí cấp bằng hà. Bảo không thấy ai nhà hết trong bàn luôn rồi chứ thêm mấy tiền quên mối quên quên mày không quên không cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền cái nhà hai người nhận một shipper tao bảo
Ai biết vậy, anh đặt hàng trên TikTok không? TikTok là vào gió hàng mua. Tích nào thì nó cũng quy về mối. Không không, tại TikTok gì đấy. Đây là mở nó đây chứ. Bây TikTok gì mà bơi bơi là. Ôi trời ơi. Đấy, giờ đấy là ho rồi. Có mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tối chắc thở bằng mồm không mà. Thịt thà đã có rồi ho nữa. Mấy bữa rồi đã được vậy. Công 11 con rồi. 11 con đấy chắc phải mất mẹ từ 2 cân rồi. Cá này 1 con mất cân dễ. Không, 2 cân đấy. Có 2 cân cũng phải cân 8 rồi chứ. Cá ruột nó phải được 2 lạng con. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à? Con cá phi vịt nó cứ ba bốn lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó màu béo ba bốn lạng. Chào tí bố đi. Dạ. Ờ, đi, đi, tôi có đi cho mày lại. Xiên shipper ta. Đi nó rồi. Phải đăng tâm à. Ông mẹ nó lấy rồi, không lấy đi. Làm cả buổi không xong cá. Đây luôn này đấy, đây mà. Thì sống quen thì có một thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà yên nó xếp hàng, bọn xếp hàng xếp theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà hải thu. Ừ, thằng con nhà à hàng thơ chứ con nhà hàng thơ. Không có nó hay xếp theo số đó. Con nhà biên thông. Con này tính hồng cũng đi ship mà con này tính không ship. Mẹ con này tính nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán thì thằng già này, thằng nào đúng quá thằng già này cũng đi ship hết. Thằng thơ.
thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổi bạch bạch. Nó là cái bằng hà bảo không thấy ai nhà hết cái bàn luôn rồi chứ thấy mấy tiền quên mối quên quên mày không quên chưa cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền cái nhà hai người nhận một shipper tóc à ai biết vậy anh đặt hàng gì tóc à ừ. TikTok là vào rõ hàng mua tích nào thì nó cũng quy về mối không không tăng TikTok gì hết mở nó đi chứ. Bây giờ tóc tiên là bây giờ 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 bây nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con con cá phi về nó cứ ba bốn lạng ủa tí bố đi. Làm cả buổi không xong cá. Cái tay đang lấy tàn đấy.
đây luôn này đấy, biết đây mà. Thì sống quen thì có thằng ấy đi giao thôi. Không biết người đâu nhưng mà giờ nó xếp hàng, bọn xếp hàng nó xếp cho số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Như thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay xếp theo số đó. Con nhà Vinh Hồng. Con nhà Vinh Hồng cũng đi xếp mà con nhà Tĩnh cũng xếp. Mẹ con nhà Tĩnh nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bạn ấy thằng già này, thằng nào chú quá thằng già này cũng đi xếp hết. Hàng Thơ. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là cho SDC giờ đấy nó có hồi trước. Em là thằng tư này nó gặp học hai người chỗ. Thằng trên bát nó, thằng trên bát là chưởng được cái gì đó các bằng hà này. Vào không thấy ai nhà hết cho bà luôn nhỉ, chứ thấy mất tiền. Quen, mỗi quen. Quen không? Quen cần lấy tiền. Quen quá đi không cần lấy tiền. Cái nhà hai người nhận một shipper. Ai biết vậy, anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào rõ hàng mua. Tích nào thì nó cũng quy về mối. Không không, tại TikTok gì đấy. Đây là mở nó đây chứ. Bây TikTok gì còn được. Bơ bì đi, bơ là về đây là ho rồi. Có mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tối chắc nó thở mồm không mà. Thịt phà đã có rồi ho nữa. Mấy bữa là trả được vậy. Rồi. Công 11 con rồi. 11 con đấy chắc phải mất mẹ chừng 2 cân rồi. Cá này 1 con mất cân vậy? Không, 2 cân đấy. Có 2 cân cũng phải cân 8 cân chứ. Cá ruột nó phải được 2 lạng con. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à? Con cá phi vịt nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó béo quá, sao nó lạc nó mà chết. Nó khô nhập đầu, nó cao, nó lúc đầu tù, nó mất hả? Ừ, mấy con gà, cũng khai là nó giỏi nha, mình chăng rồi, nó ăn lấy vào rồi nha. Nó khi nó giỏi thật. Vậy, nó giỏi vậy á. Hai con. Đi. Có mua gì à? Ờ. Được. Rồi chào tí bố đi. Dạ. Ờ đi đi tôi có đi cho mày lại. Xiên shipper ta. Đi nó rồi. Phải đăng năm. Không mẹ nhưng mà lấy được cái gì ạ? Anh một người này thì shipper ấm nha. Vừa một bộ đồ nghề lấy 3 triệu rưỡi xong rồi lúc sau lại tiếp tục về đấy. Tiếp một bộ mua đấy. Không bán nhà đâu. Phải mua. Mua đi. Đang nói tiếp. Lúc sau lại thấy có người điện. Lúc sau lại tiếp tục cái đi. Bộ cà lê mới đấy, 600 mấy ạ. Cái bình mẹ nó có giá thì giống. Mua đồ lớn, nó rẻ tiền mà. Bạn không được cái là mua ở ngoài thì nó thực tế thôi. Làm cả buổi không xong cá. Vậy mình rửa nhanh nhanh đi. Nữa.
chú bó này bó đầm rồi bao giờ ăn nữa. Em là shipper nghi nghi. Hai shipper đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này. Alo. Anh là nhà chị ở đâu? Alo. Đó, cái tay đang lấy càng đấy. Đây luôn này đấy, đây mà. Mẹ, thì sống quen thì có thằng này đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà giờ nó xếp hàng, bọn xếp hàng nó xếp theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà à, Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay xếp theo số đó. Con nhà Biên Hồng. Con nhà Biên Hồng cũng đi xếp mà con nhà Tĩnh cũng xếp. Mẹ con nhà Tĩnh nó không làm cái khí nó bị nó. Cái thằng nào bán thì thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn đấy cũng đi xếp hết. Hàng Thơ. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là thế mà thằng chú tờ này nó gặp hợp hai người chỗ thằng trên bát nó thằng trên bát là trưởng đội cơ khí đẳng cấp bằng hà bảo không thấy ai nhà hết cái bàn luôn rồi chứ thêm lấy tiền quên mối quên quên thì không quên không cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền cái nhà hai người nhận một shipper bên thằng tao ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào rõ hàng mua. Tích nào thì nó quy về mối. Không, tại TikTok gì đấy. Đây là mở nó đi chứ. Đây nè. Bây TikTok kia mà được. Bơ đi đi. Bơ là về đây là ho rồi. Có mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tối chắc thở bằng mồm không mà. Thịt thà đã có rồi ho nữa. Mấy bữa rồi đã được vậy. Rồi. Công 11 con rồi. 11 con đấy chắc phải mất mẹ từ 2 cân rồi. Cá này 1 con mới cân dễ. Không, 2 cân đấy. Còn 2 cân cũng phải cân 8 rồi chứ. Cá ruột nó phải được 2 lạng con. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con. Con cá là phi vịt nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó màu béo quá, sao nó dạng quá mà thích. Nó khô nhật đầu, nhật đầu, cây cao, nó luôn đầu tù, nó mất hả? Cái mấy con gà, con khai này nó giỏi nha, mình chăm rồi, nó ăn mấy bao lĩnh nha. Tôi có một người, tôi kêu giỏi thật. Vậy, nó giỏi vậy lắm. Hai con. Gì? Có mua gì vậy? Ờ. Dạ. Dạ con có. Dạ. Đi mua đi. Dạ. Ờ đi đi tôi có đi cho mày lại. Xin shipper ta. Bị nó rồi. Phải đăng tâm à. Không vừa một bộ đồ nghề lấy mưa lấy ba triệu lưới xong rồi lúc sau lại tiếp tục về đi tiếp một bộ bỏ đấy không mang nhiều đâu lại mua mua đi em mới tiếp lúc sau lại thấy có người điện lúc sau lại tiếp tục cái gì bộ cà lê mới lết 600 mấy ấy. Cái thì đồ tin đẹp nó có giá thì giống. Mua đồ lớn nó rẻ tiền mà không được cái ở ngoài thì nó thực tế luôn. Bộ đồ đắt lắm. Bộ đồ đắt mấy triệu. Một bộ cà lê mới lết.
mấy đồng này có xuống về mấy đồng lấy dần dần làm cả buổi không xong cá. Bỏ tủ, tôi bỏ rồi, bỏ đầm, bỏ giờ ăn rồi. Chắc em là shipper. Shipper đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này. Alo. Alo. Cái tay đang lấy cá đấy. Đây luôn này đấy, đây mà. Thì sống quen thì có một thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà yên nó xếp hàng, bọn xếp hàng xếp theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Phu. Mấy thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay xếp theo số đó. Con nhà Biên Hồng. Con nhà Biên Hồng cũng đi xếp mà con nhà Tính cũng xếp. Mẹ con nhà Tính nó không làm cái khí nó bị nó. Cái thằng nào bán ấy thằng già hay thằng nào chú quá thằng già đấy cũng đi xếp hết. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổi bạch bạch. Nó là làm cái ô tô cho SGX nhà đấy. Nó có hai người chỗ. Thằng trên bát nó thằng trên bát là trưởng đội cơ khí cấp bằng hạ. Bảo không thấy ai nhà hết cái bàn luôn rồi chứ thấy mấy tiền. Quên, mối quên. Quên mày không. Mối quên chứ cần lấy tiền. Quên quá đi không cần lấy tiền. Cái nhà hai người nhận một shipper. Tóc à? Ai biết vậy anh đặt hàng gì tí tóc à? Ừ. Tí tóc là vào gió hàng mua. Tí nào thì nó cũng quy về mối. Không, tí tóc gì đấy. Đây là mở nó đây chứ. Quá. Bây tóc gì mà này? Bơ bì đi. Bơ là ôi trời ơi. Này, này ho rồi. Có mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tốt chắc nó thở mồm không mà. Thì ta đã có rồi ho nữa. Nhưng mà ra đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài trên côn à. Bốn cá phi về nó cứ ba bốn lạng. Ủa? Tí bố đi. Dạ. Đi tôi có đi cho mày lại. Tôi xin shipper ta. Tí nó rồi. Phải đăng năm mà. Ông mẹ nhưng mà không lấy gì. Một bộ bỏ đấy không phải nhà đâu mua
thấy có người điện, lúc sau lại tiếp tục cái đi. Một bộ cà lê mới lết 600 mấy ạ. Ai bị đổ tiền mẹ nó có giá thì nhiều. Mua đồ lớn nó rẻ tiền mà không thì không được. Ở ngoài mình nó thực tế thôi. Mất đi cũng vậy, thôi mua đồ dùng dỡ mình làm dùng dỡ mà sợ bằng không được, bằng mấy nữa mấy đồng mấy có xuống mấy mấy đồng lấy dần dần làm cả buổi không xong cá. Bỏ thì nó ăn được rửa lại. Ai ăn thì bỏ vào tủ, tôi bỏ rồi bỏ đầm bao giờ ăn. Chắc em là shipper nghi. Hai shipper đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này. Alo. Alo. Cái tay đang lấy càng đấy. Đây luôn này đấy, đây mà. Mẹ thì sống quen thì có một thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà giờ nó ship hàng, bọn ship hàng ship cho số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay ship theo số đó. Con nhà Vinh Thông. Con này Vinh Hồng cũng đi ship mà con này Tĩnh cũng ship. Mẹ con này Tĩnh nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán với thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn ấy cũng đi ship hết. Thằng Thơ. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là làm cái ô tô cho FBC đấy. Nó có hồi trước. Nếu mà thằng từ này nó gặp học hai người chỗ. Thằng trên bát nó, thằng trên bát là trưởng đội cơ khí đẳng cấp bằng hạ. Bảo không thấy ai nhà hết cho bà luôn rồi chứ thấy mất tiền. Quên, mỗi quên. Quên phải không? Quên chứ cần lấy tiền. Quên quá đi không cần lấy tiền. Cái nhà hai người nhận một shipper. Biết TikTok à? Ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào gió hàng mua. Tích nào thì nó cũng quy về mối. Không không, tại TikTok gì đấy. Đây là mở nó đây chứ. Bây giờ tóc kia còn được bơ bì kia bơ là ôi giời ơi. Đây là ho rồi. Có mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tối chắc nó thở bằng mồm không thôi mà. Thịt thà đã có rồi ho nữa. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con, con cá phi về nó cứ ba bốn lạng. Ủa? Chào tí bố đi. Dạ. Ờ, đi
siêu shipper ta. Đấy, tí nữa rồi. Phải đăng năm nữa. Không vừa một bộ đồ nghề lấy 3 triệu rưỡi xong rồi lúc sau lại tiếp tục kèm tiếp một bộ mua đấy không bán nhà đâu phải mua mua đi em nói tiếp lúc sau lại thấy có người đẹp lúc sau lại tiếp tục cái đi một bộ cà lê mua đấy 600 mấy ái bị đồ tin mẹ nó có giá thì giống mua đồ lớn nó rẻ tiền mà không thì không được cái ở ngoài này nó thực tế luôn làm cả buổi không xong cá. Đây luôn này đấy, đây mà. Thì sống quen thì có thằng này đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó ship hàng, bọn ship hàng nó ship cho số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay ship theo số đó. Con nhà Biên Thông. Con nhà Biên Hồng cũng đi ship mà con nhà Tĩnh cũng ship. Nghe con nhà Tĩnh nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán thì thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn đấy cũng đi ship hết. Hàng Thơ. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là cái ô tô cho FPC nhà đấy. Nó này nó gặp học hai người chỗ. Thằng trên bát nó thằng trên bát là trưởng đội cơ khí đẳng cấp bằng hạ. Bảo không thấy ai nhà hết trước bàn luôn rồi chứ thêm mấy tiền quên mối quên quên mày không quên không cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền cái nhà hai người nhận một shipper biết tóc à ai biết vậy anh đặt hàng gì tiktok à tiktok là vào gió hàng mua tích nào thì nó cũng quy về mối không tiktok gì đấy đây là mở nó đây chứ bây giờ tóc kia mà được